Bà uống nước đi bà. Ê, 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 anh ơi, đi máy em kìa, kìa. Tía, má. Nó tới được kìa bà. Ngọc. Con. Má. Ngọc con. Con nhớ tía má quá. Ba cũng nhớ con quá. Tía ba có khỏe không? Khỏe. Hai má con bà thôi đi, khóc lóc người ta cười cho bây giờ. Con là... Dạ, đây là anh Bảo Anh, bạn trai của con đó tía. Vậy hả? Nói vậy, đây là con rể tương lai của má đó hả? Chào hai bác. Chào con. Chào con rể. Tía này, chưa gì hết tía gọi người ta là con rể rồi. Thì có sao đâu, trước sau gì cũng là người một nhà mà. Mà không nhận nha, con rể của má đẹp trai thiệt đó nghe. Hồi trước giờ con Ngọc nó cứ giấu tía má hoài đâu có chịu nói đâu. Thôi, giờ mình về nhà nha tía má. Đây, tía đưa đồ đây con xách cho. Đây. Vậy mình về thôi con. Má lên đi má. Tía. Chà, xe đẹp quá ha. Trời ơi, xe gì mà ngộ quá ông. Lạ thiệt bà. Đẹp ghê á. Má, bộ má mới lên không thấy mệt hả? Má còn ở đây nhiều ngày mà, khi nào mà nấu không được. Với lại ở ngoài nhà hàng mấy món này cũng có bán nhiều mà má. Má không có mệt. Hơn nữa, ăn ở ngoài làm sao ngon và chất lượng bằng ở nhà mình nấu được. Với lại hôm nay có Bảo Anh, má muốn nấu ở nhà ăn cho ấm cúng. Thiệt còn thua má luôn á. Mà má, má thấy anh Bảo Anh sao má? Có đủ tiêu chuẩn làm con rể tía má không? Coi bộ chuyến này á, tía má lên không có uổng công rồi đó. Nè, dạ. Tụi con á, coi cưới nhanh nhanh để tía má còn có cháu ẩm bồng nữa chứ. Dạ, tụi con cũng đang tính vậy á. Nhưng mà tía má cũng đừng có hối ảnh nha. Má công á, ảnh tưởng con gái tía má ế, không ai thèm cưới luôn á. Nè. Chiêu nè. Ý trời. Con đánh vậy rồi tí ăn con xe, con còn gì để đánh nữa. Xe xịn nè. Con lại thua bác nữa rồi. Nè, hay là con cố tình nhường cho tía thắng hả? Không có chuyện đó đâu bác. Tía hỏi thiệt nha, con có thiệt lòng yêu con Thanh Ngọc không? Sao bác lại hỏi vậy? Tụi con yêu nhau thật lòng mà. Con á, con cứ bác hoài. Đằng nào á, mình cũng là người một nhà mà. Con cứ gọi tía má cho quen đi ha. Má nói đúng đó anh. Anh cứ tập dần cho quen đi. Hay là con không muốn? Dạ, con không có ý đó đâu ạ. Tía, má. Nghe vậy đúng là sướng cái lỗ tai. Lãi suất ngân hàng lúc này nó hạ quá. Nhưng mà nó có mấy cái gói khuyến mãi. Dạ đủ rồi. Khoảng 5 phút nữa bên kia sẽ nhận được tiền. Nếu có gì trục trặc thì chị cứ liên hệ với ngân hàng của chúng tôi. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn cô.
Ủa Na, con làm xong rồi hả? Ủa, má đi đâu vậy? Thằng Phát giàu nó rủ con với má đi ăn. Má tới đón con đi, mình đi luôn. Má có hẹn với ảnh á, thì má đi đi. Giờ con có hẹn với khách hàng của con rồi. Trời đất ơi, con nói vậy sao được? Có mình má với bác giàu thì biết nói gì. Má nói lại với ảnh giùm á, là con không có rảnh. Con bận lắm, bữa khác gặp ha. À mà má, má về nhà, má đi ăn trưa hay là đi mua sắm gì cũng được ha. Con đi nha. Không được, con phải đi với má. Má. Alo, Khải Nam hả? Được rồi, mai Na tới liền đây. Nè, bây giờ con đi đâu vậy? Má, con có gì gấp phải đi, khi khác nha má. Na, Na. Trời ơi, còn với cái. Bây giờ cha mẹ đặt đâu nó không chịu ngồi đó nữa rồi. Alo, vào nghe. Ủa, bác hả? Dạ, bác nói sao? Mai Na không chịu đi ăn với con hả bác? Bác đi làm hả bác? Bác ơi, bác nhắn lại giùm con là có bị Mai Na hóp hồn từ cái nhìn đầu tiên rồi bác ơi. Con sẽ không quán trách gì cái chuyện mà bữa Mai Na bỏ con ở nhà hàng đâu bác. Dạ, trọn đời này con chỉ yêu một mình Mai Na thôi. Con thề luôn á bác. Dạ, bác nhắn lại giùm con nghe bác. Dạ, dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Lan ơi, sao em nỡ vội cắt dây chuông rồi lạnh lùng khép công? Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ nhung, với lòng hối hận dù mối tình xưa điệp không giống phụ bao giờ. Coi bộ nhớ nhà lắm rồi ha. Thì cũng nhớ nên hát nghêu ngao vài câu cho đỡ buồn. Ông nè, tôi thấy tới lúc gả chồng cho con Ngọc rồi đó. Nhìn thằng Bảo Anh cũng được quá ông ha. Con gái lớn thì phải lấy chồng chứ. Mà sao tôi thấy hai đứa tụi nó kỳ kỳ á, mờ ám, giấu mình hay sao bà? Tại ông đa nghi quá rồi đó. Tôi thấy tụi nó cũng bình thường mà, đâu có gì kỳ đâu. Tôi thấy kỳ kỳ sao á, có cái gì đó không ổn. Nếu mà ông muốn cho chắc á, thì thử tụi nó coi sao. Thử bằng cách nào bây giờ? Chứ có cài miệng hỏi tụi nó cũng không nói đâu. Ông, tôi có cách này nè, nói nghe. Tôi vừa đánh bếp xong. Gặp nhau ở nhà hàng cũ ha. Vậy đi. Con trai anh mới vào làm ở công ty tôi, anh biết chưa? Thằng Tuấn Khanh nhà tôi xin vào làm ở Sapphire. Chà, chắc là ông anh không biết chuyện rồi. Mối quan hệ của hai cha con có bộ căng thẳng lắm rồi đó. Nó có nói lý do tại sao làm ở Sapphire không? Chuyện này tôi cũng không rõ. Chắc nó có lý do nào đó mà không muốn nói ra. Con gái tôi cương quyết đưa nó vào làm nên tôi không còn cách nào khác. Cái thằng con cứng đầu, nói không bao giờ nghe, chỉ sĩ diện là giỏi. Con cái là như vậy, là cha mẹ cũng phải chịu thua đó. Mai Na, mới đi làm về hả? Hôm trước tự nhiên em đùng đùng em bỏ về à. Không biết là anh có làm gì cho em buồn không? Tại tôi có chuyện bận đột xuất nên không kịp chào anh. Xin lỗi anh nha. Mai Na, về rồi hả con? Ngồi xuống, ăn trái cây với Phát Giàu nè con. Dạ, để con lên phòng con thay đồ. Má ngồi chơi với anh Phát Giàu nha. Mai Na. Giàu à, ngồi xuống ăn trái cây đi con. Dạ. Mai Na nó xuống liền giờ á. Dạ được rồi bác, con không có khách sáo đâu.
Cảm ơn hộp bánh con tặng nghe. Không có gì, bác khui ra đi, bánh này ngon lắm đó. Vậy hả con? Để bắt lên kêu nó ha. Dạ. Má lại không gõ cửa nữa. Ủa mà sao má không ở dưới chơi với anh Phát Giàu, lên đây chi vậy? Nè, con nói con xuống dưới liền. Bây giờ tự nhiên nằm đây đắp mặt nạ vậy? Nè, Phát Giàu chờ con từ nãy giờ đó, xuống nói chuyện với nó đi con. Má không thấy con đắp dưa leo hay sao mà kêu xuống dưới gặp ảnh? Má cứ kêu ảnh về đi. Má cứ nói là con đang mệt lắm. Má làm gì vậy? Con đã nói là con không thích, con không thích gặp ảnh mà. Con không xuống thì thôi, để má kêu nó về. Má, con này để má đắp. Bộ con tưởng chỉ mình con biết làm đẹp thôi sao? Má. Sao con ngồi uống rượu một mình vậy con? Xin lỗi bác, tại con buồn quá, con thấy chai rượu ở trong tủ nên con uống vài ly, mong bác thứ lỗi cho con. Không có gì đâu con. Tội nghiệp, con mày nà tính khí nó vậy á, chứ mà khi nó yêu ai rồi á, nó yêu hết lòng à, giống như bác vậy á. Con yên tâm nghe. Bác à, bác có thể ngồi xuống đây uống với con vài ly không? Sao lại không? Tao biết không? Không hiểu làm sao á, mai nào cứ luôn tìm cách tránh mặt con. Ở ngoài đời rất nhiều cô gái đeo đuổi con, nhưng mà con không có thương. Vì con biết mấy đứa đó đến với con không phải là vì tình cảm, mà vì tiền, vì tài sản của con. Bác biết. Từ khi con gặp Mai Na, trái tim của con, trái tim của con đã thuộc về cô ấy rồi. Con à, con cũng đừng có buồn. Bác tin là rồi cũng có lúc nó sẽ suy nghĩ lại. Trên đời này nè, làm gì còn mẫu đàn ông si tình như con. Uống đi con. Dạ. Mời bác. Cũng may là bác thương con. Con cũng thấy an ủi lòng mình phần nào. Cái này. Chào bác. Thì bác nói là cái này chấm thêm miếng muối nữa là ngon. Dưa leo ngon. Dạ. Chấm muối ngon lắm. Dạ. Để bác xuống lấy muối cho con ha. Dạ. Sẵn kiếm chút gì cho con nhậu luôn ha. Dạ. Dẹp. Thôi đi. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tối rồi, bà còn đến đây làm gì nữa? Con là con trai của chủ tịch GK, tại sao lại làm cho Sapphire? Tôi làm ở đâu đó là chuyện của tôi, bà không cần phải bận tâm. Có phải con cố tình đến công ty Sapphire làm là để chọc tức bà không? Muốn bà không thừa nhận đứa con như con phải không? Bà muốn hiểu sao thì bà hiểu. Tôi chỉ làm việc mình nên làm, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bà. Mày đúng là đứa con bất hiếu. Xem như tao không có đứa con như mày. Cứ ăn tự nhiên đi nha con. Dạ con cảm ơn má. Con mời tía. Con mời má. Cảm ơn con. Coi bộ lúc nãy anh gọi tía má hết ngưỡng miệng rồi ha. Em cũng ăn đi. Ăn cơm đi con. Dạ. Con à, tối nay con ở lại đây luôn nha. Con ở chung với Thanh Ngọc không sao đâu. Con với Thanh Ngọc vợ chồng sắp cưới, ở chung với nhau không sao đâu, đừng có ngại. Không sao. Ăn đi con.
Ăn cơm đi con. Dạ. Anh định làm gì vậy? Vậy cô nghĩ tôi định làm gì? Tôi đến đây không phải để phiêu lưu tình ái với cô. Cô đừng có hoang tưởng. Nếu như anh chấp nhận bước vào cuộc chơi này thì anh cứ vui vẻ mà đi tiếp, đừng có hằng học với em như vậy chứ. Cô nên nhớ, chúng ta đang cùng đánh một ván cờ, chứ tôi không phải là con cờ của cô. Đừng bắt tôi phải diễn quá nhiều trước mặt tía má cô như vậy. Bộ anh nghĩ chỉ có một mình anh đóng kịch thôi hả? Em vốn không cần phải đi làm cũng được ông Trí cho tiền, vậy mà bây giờ em phải đi làm tất cả vì điều gì hả? Nhẹ nhẹ thôi. Trời. Tía má đang tập vợt để ít bữa giờ bị bắt ếch hả? Tía má tập thể dục trước khi ngủ á. Chắc tại cái cửa của tụi con hư rồi đó, mới đụng vô cái nó bung ra liền à. Đúng không? Đúng không? Tập thể dục. Tập thể dục đúng không? Tập thể dục. Tập thể dục. Thôi tụi con đi ngủ đi. Tía má đi về phòng ha. Tụi con đi ngủ đi. Dạ, đi ngủ đi, tía má ngủ ngon nha. Con hiểu sao con ngủ đây nữa. Thiệt là hết biết hai người luôn á. Mina, Mina, chờ anh với. Mina. Sao kỳ vậy ta? Sao mình ngủ với nó đây? Sắp tới công ty chúng ta cho ra mắt những mẫu mã trang sức mới. Bây giờ mọi người hãy trình bày về ý tưởng của mình. Bộ sưu tập mới của chúng ta sẽ lấy tên Nắng Mai, thể hiện sự tinh khiết, trong sáng và mảnh mai của những cô gái trẻ. Ở Việt Nam, hầu hết là mọi người chỉ thấy đá topaz có màu xanh. Nhưng thực chất đá topaz có rất nhiều màu. Tôi muốn sử dụng loại đá này với nhiều màu sắc để tôn lên những nét tính cách khác nhau của người sử dụng. Cảm ơn mọi người. Còn đây là kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới đối với người tiêu dùng. Những mẫu mã này rất lên vẻ trẻ trung và năng động, rất phù hợp với giới trẻ. Và đây là đối tượng mà chúng ta đang hướng tới. Trong buổi ra mắt sản phẩm thì tôi muốn tổ chức một cuộc thi tỏa sáng cùng Nắng Mai qua việc đeo trang sức do công ty chúng ta thiết kế. Thì đây là một cách làm vừa không tốn kém mà vừa thu hút được một số lượng lớn người tham gia và đến xem. Cảm ơn mọi người. Bản thân tôi cho rằng kế hoạch này có thể sẽ mang lại thành công, nhưng khả năng rủi ro không phải là không có. Bởi vì trang sức đá quý chỉ dành cho những người có tiền. Ý tưởng của cậu chưa có sự phân khúc thị trường rõ ràng. Nếu làm không khéo sẽ làm giảm giá trị sản phẩm của chúng ta. Thực ra đá tô ba là nhóm đá có giá thành không cao. Ý tưởng lần này, tôi muốn sản phẩm của chúng ta được đông đảo mọi người biết đến,
tôi muốn mở rộng thị trường với nhiều cấp độ khác nhau, và sẽ có những sản phẩm phù hợp với từng túi tiền của từng cấp độ khác nhau. Mấy mẫu kỳ này đẹp á. Hy vọng là kỳ này bộ sưu tập này là bán chạy lắm. Ngọc ơi, má vô được không? Dạ được, má vô đi má. Ngọc nè. Dạ. Hôm qua hai đứa con có xảy ra chuyện gì không vậy? Mà sao má thấy thằng Bảo Anh về sớm vậy con? Má, chuyện gì là chuyện gì hả má? Bộ tía má định giữ anh lại rồi nuôi anh luôn hả? Sáng nay anh phải về nhà sớm thay đồ rồi đi làm nữa chứ. Ngọc nè, má thấy thằng Bảo Anh nó được đó con. Tụi con coi cưới nhau nhanh đi, để tía má còn có cháu mà ẵm nữa chứ. À, với lại bữa nào con nói Bảo Anh sắp xếp thời gian để cho hai bên gia đình gặp nhau nữa chứ. Hai đứa tụi con đã lên kế hoạch cưới nhau rồi thì xui gia phải gặp nhau, để lỡ ra đường còn biết mà chào nhau chứ. Ảnh mồ côi. Vậy à, bây giờ má muốn gặp mấy sơ nuôi ảnh lớn lên hay là những người sống chung trong cơ như diện với ảnh? Thiệt hả con? Dạ. Tội nghiệp nó quá vậy. Nếu vậy á thì con phải ráng yêu thương chăm sóc nó để mà bù đắp tình cảm cho nó nghe không? Dạ con biết rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ, sống một thân một mình vậy thôi á hả? À, hay là con nói hôm nay nó qua nhà mình ăn cơm đi. Thôi để khi khác đi má, ảnh còn bận nhiều chuyện lắm. Bây giờ con phải ra ngoài có chút chuyện. Khi nào rảnh á, con với anh Bảo Anh sẽ đưa tí má đi chơi nha. Giờ con phải đi đây. Ngọc, má chưa nói xong mà. Còn cái lớn tòng ngồng rồi mà chờ hoài không có đứa cháu để ẵm nữa. Lần đầu tiên làm marketing và trang sức, Tuấn Khanh có thấy khó khăn gì không? Nếu có thắc mắc gì về mẫu mã thì Tuấn Khanh cứ nói cho Ngọc Lan biết nha. Thì sáng giờ có thắc mắc nè. Sao mà phụ nữ được ưu ái quá? Hầu hết các trang sức thiết kế chỉ để phục vụ cho phái đẹp không à. Nè, cái gì cũng có cái giá của nó chứ Tuấn Khanh. Phụ nữ hy sinh nhiều, chịu thương chịu khó, suốt đời lo cho chồng cho con, vậy thì phải có những món quà để bù đắp chứ. Hơn nữa, trang sức không phải là thứ chỉ đeo đơn giản gì đẹp, mà nó còn tôn lên tính cách của người phụ nữ đeo nó nữa. À, thì ra là vậy. À, nhưng bản vẽ Ngọc Lan đưa cho Tuấn Khanh, Ngọc Lan muốn thể hiện nó như thế nào? Ngọc Lan muốn Tuấn Khanh nhấn mạnh sự kết hợp giữa vàng trắng và vàng 24. Sự kết hợp này nói lên sự hài hòa âm dương, sự cân bằng của người phụ nữ hiện đại. Đó là tiết độ trong xử sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nè, làm gì mà nhìn Ngọc Lan dữ vậy? Bộ mặt Ngọc Lan bị dính gì hả? Nếu mà không nghe Ngọc Lan giải thích thì Tuấn Khanh nghĩ trang sức chỉ đơn thuần là để cho phụ nữ làm điệu thôi. Tự nhiên Tuấn Khanh thấy thương mẹ và nội quá. Tuấn Khanh nhé, Ngọc Lan mới nhớ, nội dạo này có khỏe không? Ngọc Lan về nước cũng lâu rồi mà chưa ghé thăm nội nữa. Nội còn khỏe lắm, nội nhắc Ngọc Lan hoài à. Rồi kêu Tuấn Khanh chở Ngọc Lan về nhà chơi, nhưng mà lu bu riết rồi quên luôn à. À, hay là bây giờ mình ghé thăm nội rồi đi ăn luôn nha. Yes madam. Đi. Kế hoạch ra mắt sản phẩm sắp tới cậu làm tới đâu rồi? Hiện mọi người đang phát triển ý tưởng của Tuấn Khanh, chắc một vài ngày nữa thì sẽ xong. Cái dòng sản phẩm. Tuấn Khanh nè, không biết bây giờ gặp lại nội có nhận ra Ngọc Lan không nữa? Nhận ra chứ sao không, Ngọc Lan bây giờ đâu có khác xưa gì mấy đâu, vẫn xấu như xưa à. Tuấn Khanh hay quá ha. Alo. Em hiểu rồi, em đang đi gặp ông ta đây. Vậy nha, bye anh. Dạ chị ơi. Chú Trí hôm nay không có ở công ty. Vậy cô có biết ông Trí đi đâu không? Dạ, chú Trí hôm nay hơi mệt nên chú làm việc ở nhà. Mà chị là thư ký riêng, không lẽ chị không biết chuyện này sao? Cô cũng giỏi chăm chích người khác quá ha.
Cô có tin là chỉ cần tôi nói một tiếng thôi, cô sẽ cuốn gói rời khỏi ngay lập tức. Tôi muốn đến thăm ông chủ tịch, nhưng tại quên mất địa chỉ nhà rồi. Cô ghi lại cho tôi đi. Dạ, chị đợi em một chút. Dạ, em gửi chị. Cảm ơn cô. Nếu như có dịp, tôi sẽ nói tốt về cô với ông Trí. À, mà cô tên gì vậy? Dạ, em tên Kim Trân. Chào cô nha. Chào chị. Dạ, xin lỗi, cô kiếm ai? Chào chị. Chị cho tôi gặp ông Trí. Dạ, mời cô. Anh. Ủa? Sao em biết nhà mà tới vậy? Sao không gọi điện báo trước cho anh biết? Mệt quá. Em gọi cho anh á, anh cho em tới đây hả? Còn chuyện địa chỉ nhà của anh, em mà muốn biết rồi thì dễ thôi. Anh biết tính em rồi còn gì. Em à, giữ kẻ chút đi. Đây là nhà anh, còn có mẹ và người giúp việc nữa. Em biết rồi. Tại người ta nghe nói anh bị bệnh mới ghé đây thăm anh chứ bộ. Em ngồi chơi chút nha. Anh lên lầu lấy cái này cho em coi nè. Dạ. Chào anh. Chào. Không ngờ bên cạnh cô luôn có những người đàn ông đẹp trai như vậy. Con chào bác. Con mới tới chơi với nội à? Nội mới dắt tụi con tối qua đó. Thì ra anh có con trai lớn như vậy. Vậy mà chưa bao giờ giới thiệu với em hết trơn á. Đây là Tuấn Khanh, con trai anh. Đây là Ngọc Lan. Còn đây là... Chắc nội đang chờ mình đó. Thôi mình lên lầu đi Ngọc Lan. Đứng đây đi. Má ra liền. Trời, má ra liền. Trời đất, chắc hôm nay có mưa to gió lớn rồi đây. Nội, rồi coi con dắt ai tới cho nội nè. Ai vậy? Ê, nên đề. Ủa? Con chào nội. Dạo này nó có khỏe không nội? Trời ơi, lớn bộ rồi nè. Càng lớn càng lẹp gái rồi hả con? Dạ. Thôi, qua bên kia ngồi, đừng đầy mỏi chân lắm. Đi. Dạ. Đó, ngồi xuống đây con. Dạ. Nội, hả? Con có món quà này muốn tặng cho nội nè. Nội nhắm mắt lại đi nội. Còn nhắm mắt nữa hả? Dạ. Trời ơi, còn nhắm mắt nữa. Dạ. Nội nhắm mắt lại chưa? Rồi. Dạ rồi, nội mở mắt ra đi nội. Trời ơi,
con mua làm chi mà cho nó tốn tiền vậy nè? Hả? Dạ không có đâu nội, mẫu này là do con thiết kế hồi ở Thái Lan đó. Vậy hả? Giỏi quá vậy. Nội quá khen con rồi. Nội có thích không? À, thích chứ. Đẹp quá. Nội, nội thấy vàng bạc đá quý cái nội quên cháu ruột luôn à. Còn thiệt. Người ta mới có tặng cho nội sợi dây chuyền thôi đó nha. Chứ sao, con không có vàng bạc thì con xin gì để thăm nội ha. Bảo đảm lúc nào nội cũng vui vẻ hết á. À, hồi nãy con tới đây có gặp ba không? Hồi nãy ba con ở dưới nhà mà. Dạ có. Hai cha con sao rồi? Con gặp rồi. Ba con đã có khách ở dưới nhà đó. Mà nội nè. Hả? Nội ăn trưa chưa? Hay là nội đi ăn chung với tụi con luôn nha? Nội ăn rồi. Người già quay ăn sớm ngủ sớm. Vậy hai đứa chưa ăn phải không? Đó phải không? Thôi giờ hai đứa đi ăn đi. Nè, vậy bữa sau hai đứa nhớ tới chơi với nội nha. Thôi đi đi con, đi đi. Dạ. Nội, chưa chi cái nội đuổi tụi con rồi. Vậy thôi, nội giữ gìn sức khỏe nha nội. Ừ, con yên tâm, nội khỏe mà. Đừng có lo hoạn, con sẽ quay lại đây thăm nội nha. Thấy thương quá. Dạ. Anh, đây là ý tưởng cho việc ra mắt bộ sưu tập sắp tới của công ty mình đó anh. Cái này em lấy ở đâu ra? Đây là ý tưởng mới của em á. Thật ra trong lúc rảnh rỗi em đã nghĩ ra ý tưởng này, cho nên muốn trình bày cho anh xem. Anh thấy sao? Có được không? Ý tưởng mới lạ, rất là thú vị. Nhưng có thật cái này là do em nghĩ ra không? Sao anh đánh giá em thấp quá vậy? Em vốn là một cô gái thông minh, chỉ cần em muốn á là bất cứ cái gì em cũng làm được hết, biết không? Em làm anh quá bất ngờ. Thật sự anh không nghĩ em lại quá tài năng như vậy. Vậy bây giờ anh đã nhận ra chưa? Trời ơi. Ba. Trời ơi, giờ mới tới rồi. Ngồi anh, ngồi anh. Để em đưa mấy đứa nhỏ nó đi học. Dạ mấy anh dùng gì vậy? Rồi, để coi coi. Rồi. Dạ chị, cho em xin phép để đồ ăn. Dạ em mời chị. Dạ xong rồi, em xin phép xuống. Cảm ơn em. Bữa nay Hải Nam đãi Mai Na ăn cơm nha. Mấy món này do chính tay Hải Nam nấu. Còn đây là hồ sơ nhà đất, Mai Na coi rồi giúp Hải Nam làm thủ tục vay vốn càng sớm càng tốt nha. Như vậy á mà bắt Mai Na cất công nắng nôi qua đây, chỉ để Khải Nam đãi một bữa như vậy thôi sao? Đáng lý ra Mai Na có quyền yêu cầu Khải Nam phải trả công như thế nào chứ. Vậy Mai Na muốn Khải Nam đãi gì? Làm gì Khải Nam cũng làm theo hết. Mai Na nói đi. Thì dây chín ngà, gà chín cửa, người chín hồng mao. Mà nè, chưa hết đâu nha. Mỗi tuần á phải dẫn Mai Na đi coi phim, cho ăn tô yến chân hạt sen, rồi chở đi làm mỗi ngày nữa chịu không? Mai Na, Khải Nam đâu phải là sơn tinh thủy tinh đâu. Mà Mai Na cũng đâu phải là công chúa. Mai Na thấy không, Khải Nam đã làm hết sức mình rồi. Nói vậy mà cũng tin được nữa hả? Bộ Mai Na giống người cơ hội lắm sao? Thôi, Khải Nam cứ yên tâm đi, có gì Mai Na lo cho. Còn bây giờ cho Mai Na ăn nha, Mai Na đói bụng lắm rồi đó. Cảm ơn. Ủa, sao Khải Nam không ăn đi? Bộ hồi nãy ăn trong bếp, giờ no rồi hả? Đâu có, tại vì bữa nay Khải Nam đãi Mai Na mà. Nếu mà ăn vậy mất công thành Khải Nam đãi Khải Nam thì sao?
Nói vậy mà cũng nghe được nữa hả? Ăn chung với Mai Na nha. Mai Na ăn một mình buồn lắm á. Chị hả? Chị Khải Nam không khách sáo nha. Đợi Ngọc Lan có lâu không? Không sao, giờ người đẹp thì có lâu mấy cũng được mà. Sáng nay Ngọc Lan muốn ăn gì? Bún bò Huế đi, lâu quá không ăn thấy thèm quá à. Chị lên xe đi. Đi đây thôi. Cố gắng giúp giùm Khải Nam nha. Khi nào mà có nhà hàng kinh doanh thành công, Khải Nam sẽ cho Mai Na đếm tiền đá luôn. Biết rồi. Sao mà cứ dặn đi dặn lại hoài vậy? Mà mắc mới gì cho Mai Na đếm tiền? Bộ tính cưới tôi là bà chủ hả? Đừng có mơ nha. Bye nha. Bye bye. Anh cướp! Đằng kia kìa. Đưa lại. Vĩnh Thành, mà giận đó. Anh cướp. Mày nè. Mày ăn cướp đồ. Mày ăn cướp đồ con.